chạy rồi. Hèn hạ. Mày xấu xa. Anh không ngờ luôn á, nhầm thiệt sự. Mời em chỉ đang thò mặt vào để em xem từng bạn gái anh thế thôi. Chào em tên là gì? Lớn mày đó. À, chào chị tên là gì? Chị em bao nhiêu đây? Bảy bằng tuổi em, anh bị điên rồi. Ủa mày không bán 2.000 hả? Đâu ra ngày 2.000, nhậm già rồi. Tên là tên bạn anh là gì? Hiền. Hiền à? Ừ. Đúng là chị tên là Hiền, chị mới chịu đựng được anh Đào. Không tên là Hiền, thua chị được anh Đào. Ủa cái đó là duyên không? Hả? Cái đó vừa rồi miếng nó duyên hả? Miếng đó. Không. Đạt em thấy duyên không? Trời ơi, cười buồn cười quá. Ừ rồi, hỏi bạn gái em coi. Hỏi bạn gái em Hiền có duyên không? Hỏi nó mới diễn thấy duyên không em? Rất duyên. Sao bạn? Rồi xong sao nữa? Có gì để nói nữa không? Phát biểu gì thêm không? Không phát biểu gì nữa. Hết cái thì nói rồi. Ủa tưởng hay phát biểu giùm cho khán giả rồi lắm.